Quên nữa, còn lon bia chưa uống. Mình khui bia uống thế nào ta? Xỉn rồi, chắc đi ngủ quá. Mẹ mình uống còn người ta sao bây giờ hết? Cái gì vậy Nghĩa ơi? Trời ơi, thiệt là nhục mà. Mình đúng là một bác sĩ dởm. Phải chi lúc đó có cái lỗ nào để chui xuống. Không biết mình có phải là bác sĩ đông y có 35 năm kinh nghiệm không nữa. Cho dù không phải là một bác sĩ giỏi thì cũng không được tệ như vậy chứ Nghĩa. Chắc là mình sắp phải về giường đuổi heo rồi. Đâu có bệnh nhân nào cần mình nữa đâu. Chấp nhận thực tế đi Nghĩa à. Gì kì? Bằng khen rồi con dâu. Rồi không được. Không khám gì thôi. Đâu cần nhạc tôi đâu. À không không, tôi không để ông. Đứng lại tôi khám. Anh à. Ê ê. Như vậy là xong hết rồi. Còn con bé này thì phải ngồi ở đây. Nóng quá. Đi tắm thôi. Ây chà. Cố gắng dùng tay của mình để cản nước chảy của Antonio Valencia. Một tình huống mà các trọng tài thường xử lý 50-50. Chuyện đi. Chuyện đi, đừng cá nhân nữa, chuyện đi. Trời trời. Ông nội đâu biết đá banh không vậy trời. Chuyện đi. Cho khai đi, cho khai. Đúng rồi, đúng rồi. Thông minh, thông minh. Đúng rồi, sút. Sút đi. Giang. Ngủ chưa rồi. Chân 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 chân. Quên nữa, còn lon bia chú. Ủa, mình khui bia uống thế nào ta? Xỉn rồi, chắc đi ngủ quá. Sao bây giờ hết? Không nào kêu mẹ bay xuống ăn hết vậy. Minh Mẫn, ăn lẹ lên, còn đi học nữa. Nè con,
Trời ơi, ăn sáng và để nó tự nhiên hối rồi nó ăn nó đau bao tử sao? Không có gấp đâu, từ từ ăn đi mấy đứa, nhanh lên. Dạ thôi nội ơi, con trễ rồi nội. Dạ rồi, tụi con đi học trước rồi nội, trễ quá. Dạ, con chào cả nhà đi học. Cả nhà đi học ạ. Ờ. Học đi. Mẹ mẹ, thủ tục với mẹ. Đã quá mẹ ơi. Đó mẹ. Đi học đi. Ba. Con dự định á là mình đặt mua cái máy siêu âm 4D á ba. Ủa, phòng khám mình có máy rồi mua chi tốn kém con? Máy của mình máy cũ rồi, 2D. Bây giờ mình phải trang thiết bị cho nó hiện đại lên thì bệnh nhân ta mới tin tưởng ta tới phòng khám mình chứ ba. Thấy chưa? Cùng là chủ phòng khám mà mày có quyết định được gì đâu. Còn một chuyện mày không thể quên, mày là một bác sĩ không biết bắt mạch. À con à. Dạ. Cái chuyện hôm qua đó, ba khám cho cái cô có thai đó, rồi ba đoán là cô ấy bị đầy hơi. Ba đâu có sai phải không con? Con biết mà, có lẽ là do nhầm lẫn. Sao nó cười hả? Mày cảm thấy run sợ trước con bé đó hả? Trời ơi, ông này già rồi khùng hết trời. À. Ăn gì ăn mắm nón chén, già sinh tật. Bà sinh tật từ con, bà có chân cái miệng của ba đó. Còn mày đó, ăn hoài ăn hoài, bà còn mất thay. Bà đã kêu phải kiêng ăn nghe chưa? Ủa mẹ, con ăn sáng mà cũng bị chửi là sao mẹ? Chửi anh là đúng rồi, ăn cái gì mà ăn hoài, ăn suốt ngày. Hớp miếng nước. Trễ giờ à? Nhớ rồi. Tôi sát. Rõ ràng là mình nghe cái rầm mà ta. Không lẽ Kim Chi về? Tối hôm qua mà đâu ăn cái này đâu ta. Để giờ. Ê, quán địch, chờ với chú ơi.